Thì nhà chị là hướng Tây này. Thì toàn bộ cái nhà xe đây là chị làm cái nhà xe đây đúng không? Toàn bộ đây là cái nhà xe này với cái phòng khách của chị đây á, thì toàn bộ cái khu vực phía trước này là tuyệt đối không có làm hồ cá. Là chị định làm hồ cá phía góc kia đúng không? Đúng rồi, góc khi mà phân công ra ngoài đó nó vẫn đang là phương vị Tây. Tây Nam nó bên này này. Tây Nam nó ở chỗ khu vực này này. Đó. Thì nếu mà có làm á thì cái phương vị Tây Nam này mình làm một cái bể cá ở trong nhà. Hiểu không? Thì nó sẽ tốt cho chị, tốt cho người phụ nữ. Thì khi phương vị Tây Nam ở thời vận này nó có thủy dương ở cái phương vị này này thì người phụ nữ nó không bất an, công việc nó mới thuận lợi. Đó, với lại nó không có bị, nếu mà đây mà chị mở cái cửa đây mà nó động khí ở đây này, là nó động khí Tây Nam thì nó làm cho người vợ lúc nào cũng bất an. Thì mình chỉ nên làm một cái bể cá ở cái này thôi, chứ không được làm phía trước. Đó. Thì cái phòng khách của chị á, thì cái phòng khách của chị như này này, cái phòng khách của chị là ở cái phương vị Tây Bắc. Thì cái cửa này nó đang ở Tây Bắc này. Thì Tây Bắc. Dạ. Tại vì nhà chị là 287 độ. Thì bên này nó là Tây Bắc này. Bên nhà xe nó là Tây. Thì ở cái phương vị Tây Bắc thì thời vận này thì nó vẫn đương vượng, nhưng mà nó là cuối vận rồi. Thì chị lưu ý là thiết kế mà lúc thiết kế điện á, thì phía trước cái phương vị Tây Tây Bắc này chị lắp đèn ánh sáng vách hàng á, đèn hắt lên hắt xuống để trang trí á, để tăng cái vượng khí ở phía trước này lên. Đó. Đó là cái lưu ý cái đó. Rồi khi mà cái bếp này, cái bếp mà là chị trong bản vẽ á, bản vẽ là chị đang 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 bố trí vào vào đây này, là ở cái phương vị Đông Nam. Thì tốn tị thì nhà mình không ai tuổi tị thì không sao, nhưng mà về lâu về dài mà sau này mà con cái nó có lấy chồng á, mà lỡ nó có sinh con mà có đứa tuổi tị thì không tốt. Với lại đặt bếp mà mình đặt vào cái sân tị thì nó không phát bằng đặt vào tốn á. Đặt vào tốn thì nó phát quanh năm, nó kích phát cái điện nó quanh năm, nó sẽ tốt hơn hơn là đặt vào cái sân tuổi đấy. Thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái bếp nó vào cái sân tốn này, nó sẽ phù hợp hơn này. Đấy, thì chính xác thì khi mình lập cực chính xác thì lúc đó mình ấn định lại lại cái bếp đó, là chị nhớ lại cái bếp đó. Còn cái khu vực phía sau này, nhà chị là có một trai một gái đúng không? Đúng rồi, một trai một gái là cái phương vị đông này. Cái phương vị đông thì bên này nó thông thoáng, nó rộng này, là gió ở đông đông nam này về rất là nhiều này. Thì cái hồ sen kia thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái nhà này cả. Đó, nhưng mà khi mà nước nó nhiều mà nó tươi tốt thì nó tốt. Nhưng mà nó heo úa mà nó xấu á, mà nó chết là nó sẽ xấu. Thủy uế là nó sẽ xấu. Đấy, thì cái nhà vệ sinh mà này chị đang đặt vào phương vị đông thì nó đang đúng thời vận. Nhưng mà nó sẽ không tốt cho thằng con trai. Thì lúc đó thì mình nhà vệ sinh lúc nào phải là khô thoáng sạch sẽ, bật quạt hút mùi. Bản chất của nhà vệ sinh thì để ở đâu nó cũng không tốt cả, nhưng mà phải giữ nó lúc nào nó sạch sẽ khô thoáng. Đó, thì lúc chị dặn anh á là lúc mà mình láng đèn á, là láng cái độ xui nó nhiều lên một tí. Là lúc nào mình rửa đáy là nó xui là nó khô. Còn nhiều người là người ta láng là nó bằng 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 là cái độ xui nó lâu, là lúc nào nó ướt. Với lại chị chọn cái loại gạch mà nó khô ráo á. Đừng chọn cái loại gạch mà nó ướt. Vậy thôi. Là trong này thì trong này lúc đó mình giữ sạch sẽ. Thì cái chỗ này là chị đang làm cái mảnh vườn đúng không? Chỗ này chị làm trống cái gì? Anh cầm cho em. Chị xây hàng rào lên 2 mét. 2 mét là tới đây, là đây lấy ô thoáng hả? Không sai ở trên. Nếu mà được á, nếu mà được thì chị chỉ lấy cái ô thoáng ở dưới tầm tầm đây một xíu này. Đúng rồi. Cái chỗ này này, tại vì đây là sân ướt mà. Có nghĩa là ở đây là cái sân ướt đúng không? Chị muốn làm chị phơi phóng á. Thì chị lấy cái ô thoáng ở phía dưới này thôi, ở trên là chị che chắn lại. Xong bắt đầu mình xử lý thạch thủy bình ở cái dãy đông nam này. Thì khi mà gió nó đi ra, khí thủy nó ở cái phương vị này nó sẽ tốt hơn là chị lấy gió ở bên trên, mình không xử lý cái khí thủy được. Đó, thì mình làm ô thoáng ở dưới này thôi. Với lại dưới này chị có phơi đồ, gió nó lùa nó thoáng, với lại mình kiểm soát được cái lượng gió nó về. Đúng rồi, tầm tầm này là chị làm các cái ô gạch á, các cái ô gió trang trí. Còn ở trên là mình xây lại. Đúng rồi. Mưa nó không có tạt vào. Nhá. Thì lúc đó mình xử lý thạch thủy bình ở cái phương vị đông nam này này, cung tốn này nó cực kỳ tốt cho đứa con gái chữa. Mà mình mới xử lý được cái gió này, chị thấy gió về mạnh không? Thì cái gió ở đông này nó về rất là nhiều. Nhưng mà khi mà nó không có thổi dưỡng thì nó bất lợi cho đứa con trai và đứa con gái chữa của mình. Đó. Mà nó làm cho cái công việc đầu ra của mình nó không có thuận lợi. Chị, đó, thì phải làm được cái đó. Là cái chỗ này. Còn cái bể phốt thì chỉ để ở trong kia thì không ảnh hưởng. Dạ. Cái này thì cái hầm rút thì không sao đâu. Chứ đúng ra nếu mà cái này này mà hồi đó mình chuyển qua đây được thì ngon. Bếp nó ở trong này cơ mà. Chứ hồi đó mình đi ra, với lại buổi sau anh xây dựng á, tuyệt đối cứ cái dọc nhà này này, ở tâm giữa nhà với lại cái chiều ngang của giữa nhà này này. Là đừng có bỏ bể phốt với hầm rút gì hết. Mình chỉ đưa cắt về các cái cung vị góc nhà thôi, hoặc là tránh Tây Bắc ra. Ví dụ như cái phương vị đây là Tây Bắc thì tránh nó ra, không có đặt vào đó.
đó, chỉ tránh mấy cái đó là được. Bữa em cũng sợ sợ chỗ này này. Nhưng mà cái đây cái hầm hầm ấy thôi, hầm rút trong kia là được rồi. Dạ. Đó thì chị lưu ý cho em mấy cái đó, còn tầng 2 thì em bố trí lại cho. Vậy thôi.